Chào các bạn. Hôm nay An chia sẻ đến các bạn một món ăn dân dã mà An rất mê. Từ khi nhỏ xíu, An đã được ăn món này rồi, bay hết nồi cơm luôn nha. Đó là món mắm ruốc xào thịt ba chỉ. Mời các bạn cùng An vào bếp nhé. Thịt ba chỉ, các bạn chọn loại vừa nạc vừa mỡ xen kẽ, rửa sạch bỏ ra, cắt khối hình vuông khoảng 1 cm như vậy nè. An làm 1 kg thịt ba chỉ. Cho vào đây 75g đường. Ướp đường giúp mỡ được trong và thịt không bị mặn khi cho mắm vào. Trộn đều lên, ướp 30 phút. Đây là hũ mắm ruốc An dùng. Chỗ An chỉ có loại mắm này thôi nè. Không dùng mắm nấu trực tiếp. Cho vào tô 120g mắm ruốc cùng 200ml nước lọc. Quậy tan, để cho mắm lắng cặn vì trong mắm có lẫn rất nhiều cát. Các bạn nhớ cân liều lượng mắm ruốc cho chính xác nha. An đã cân chỉnh liều lượng rất phù hợp rồi. Các bạn đừng làm mắm nhiều hơn. Món ăn của các bạn sẽ bị mặn đó. Sau 30 phút, làm nóng chảo trên bếp cùng 2 thìa canh dầu ăn. Cho vào 150g xả băm và 50g hành tím băng. Hành xả lâu vàng hơn tỏi, vì vậy cho hành xả vào xào trước. Sau đó cho tiếp 40g tỏi băm vào xào thơm. Tiếp theo cho thịt vào xào. Xào đến khi thịt săn, bắt đầu tuôn mỡ và cháy xém cạnh thì cho mắm ruốc vô. Nhớ chừa cặn dưới đáy tô lại nha. Thêm tiếp 15g ớt bột Hàn Quốc. 15g tương ớt. Ớt bột Hàn Quốc không cay nhưng lại cho màu rất đẹp. Tương ớt có vị cay nhẹ làm món ăn thêm thơm ngon và hấp dẫn. Đảo đều, hạ lửa trung bình nhỏ, đậy nắp vung lại, kho 30 phút cho mắm kẹo lại. Màu lên đẹp quá chừng luôn nè các bạn. Ớt tươi, An thường cho nguyên quả vào và để nguyên cuống, như vậy món ăn sẽ không bị cay, ai cũng có thể ăn được. An dùng khoảng chục trái ớt. Ai muốn ăn cay thì khi ăn, các bạn dằm trái ớt ra. Bạn nào ăn bột ngọt thì thêm 1/2 thìa cà phê bột ngọt trước khi tắt bếp. Như vậy là xong rồi nè. Đơn giản quá phải không? Một món ăn quá tiện lợi và thơm ngon cho bữa cơm của gia đình. Để nguội cho vào hủ bảo quản được cả tháng trong ngăn mát của tủ lạnh. Khi nào ăn chỉ cần lấy ra hâm nóng lại là được. Nhìn chảo mắm ruốc này có bạn nào đói bụng không? Các bạn nhớ nấu sẵn một nồi cơm nóng nha. Món này hao cơm lắm đó. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp ở video tiếp theo nhé.